No, welcome back to the series Comprehensive Grammar and Vocabulary provided by Peer Education and IELTS Success. I'm teacher Nguyễn Giang and I'm very happy to be here with you in this lesson. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học ngữ pháp và từ vựng toàn diện được cung cấp bởi Peer Education và IELTS Success. Cô là Nguyễn Giang và cô rất vui mừng được đồng hành cùng với các bạn trong bài học này. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đã cùng đi qua các chủ điểm như là cách dùng, công thức và dấu hiệu nhận biết của hai thì này. Hôm nay chúng ta sẽ đặt hai thì này cùng với nhau và chúng ta sẽ cùng phân biệt khi nào mình phải dùng hiện tại đơn giản và khi nào mình phải dùng hiện tại tiếp diễn. Đó là nội dung thứ nhất của bài học hôm nay. Ở nội dung thứ hai, chúng ta sẽ cùng xét sự khác nhau giữa động từ tĩnh và động từ chỉ hành động. Bởi vì có một điều mấu chốt đó là động từ tĩnh thì sẽ không được sử dụng ở các thì tiếp diễn. Vậy chúng ta cùng tham gia bài học ngày hôm nay với cô nhé. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cách dùng của hai thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn ở bên cạnh nhau nhé. Các bạn còn nhớ hai mẹo mà cô Giang đã dạy các bạn ở bài học, hai bài học trước không? Thứ nhất, đấy là tôi thích lịch thường có. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cách dùng của thì hiện tại đơn giản. Thứ nhất là thích. Chúng ta nói về những cảm xúc và trạng thái ở hiện tại. Ví dụ, I like English. Thứ hai là lịch. Ở đây chính là lịch trình. Ví dụ, I have English on Monday. Tôi có giờ học tiếng Anh vào thứ hai. Rồi chúng ta cũng nói về những việc mà thường diễn ra. Ví dụ như I always get up at 7 a.m. Và cuối cùng chúng ta nói về những cái có, ví dụ chúng ta sở hữu cái gì hoặc là có một cái sự thật như thế nào, có nghĩa là sự thật hiển nhiên đó. Các bạn hãy nhìn vào ví dụ sau đây nhé. I have a beautiful English teacher. Đây là sở hữu đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhớ lại cách dùng của thì hiện tại đơn giản, đấy là tôi thích lịch thường có với những cái diễn biến mà cô đã trình bày ở trên slide nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào thì hiện tại tiếp diễn. Cũng như lần trước cô đã dạy các bạn, chúng ta có một cái mẹo, đấy là chúng ta nhớ cái câu sau đây. Tôi đang lập kế hoạch phàn nàn. Có nghĩa là chúng ta sẽ có ba cách dùng sau đây của thì hiện tại tiếp diễn. Tôi đang làm gì? Ví dụ, I'm learning English at the moment. Vậy cách dùng thứ nhất của thì hiện tại tiếp diễn là chỉ những hành động đang diễn ra ở thời điểm nói. Tiếp theo, chúng ta nói về kế hoạch chắc chắn ở trong tương lai, đã có thời gian và địa điểm rõ ràng. Ví dụ, I'm going to France next week. Đó, vậy đây chúng ta có thời gian là next week và France là địa điểm rõ ràng. Và chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về những cái kế hoạch như thế trong tương lai. Và cuối cùng là chúng ta nói về những cái phàn nàn của chúng ta, những cái điều mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Ví dụ, I'm always staying up late. Tôi lúc nào cũng ngủ đi ngủ muộn mà thôi. Cái việc này thì không phải là một thói quen tốt, cho nên tôi đang phàn nàn vì điều đấy và tôi muốn cải thiện đó. Còn một cái nữa, đó là thì hiện tại tiếp diễn được dùng để chỉ những tình huống tạm thời đúng ở hiện tại. Ví dụ, I'm teaching English at the university. Hiện giờ cô đang dạy tiếng Anh ở một trường đại học. Tuy nhiên vào tháng 9 tới thì cô sẽ đi học ở một trường khác. Chính vì thế cho nên cô sẽ không công tác ở trường này nữa. Và chính vì thế cho nên là nó chỉ là tạm thời đúng ở hiện tại mà thôi. Đó, vậy chúng ta đã ôn lại được sự cách sử dụng của thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn. Từ đó thì các bạn cũng đã thấy được cái sự khác nhau giữa hai thì này rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân biệt cái dấu hiệu nhận biết. Ở trong thì hiện tại đơn giản thì chúng ta thường thấy những từ như always, every day, usually, three times a week, often, once a week, sometimes, hardly ever, hay rarely, hay seldom, never. Tuy nhiên, ở trong thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta thấy các dấu hiệu như sau: at the moment có nghĩa là ngay lúc này, listen hay look có nghĩa là nghe này, nhìn này, nghe này, nhìn này, có chuyện gì đang diễn ra đó, đúng không? Watch out, hãy cẩn thận. Và những từ chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow hay next week. Bây giờ cô mời các bạn cùng xem một ví dụ vui, xem có phải động từ nào chúng ta cũng có thể chia được ở thì tiếp diễn hay không. I'm knowing you. I'm liking you. Oh, có gì sai ở đây nhỉ? Mặc dù đây là một lời nói rất dễ thương, tuy nhiên I like you too, but đừng dùng know và like ở tiếp diễn nhé. Tại sao vậy? Vì ở đây có một số động từ gọi là động từ tĩnh và những động từ tĩnh như vậy
là để chỉ trạng thái. Chúng ta sẽ không dùng nó ở bất kỳ một thì tiếp diễn nào cả. Trong tiếng Anh có hai loại động từ, đó là động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xét cách sử dụng của hai động từ này ở các cách dùng khác nhau của thể hiện tại đơn giản và thể hiện tại tiếp diễn nhé. Chúng ta hãy xét động từ tĩnh, có nghĩa là động từ chỉ trạng thái mà chúng ta thường dùng ở thì hiện tại đơn giản. Trong bốn cách dùng này của thì hiện tại đơn giản thì động từ tĩnh dùng để chỉ cảm xúc, trạng thái ở hiện tại như like, love, hate. Ngoài ra, động từ tĩnh cũng chỉ sự sở hữu, không phải sự thật hiển nhiên mà là sở hữu thôi nhé. Đó. Và các động từ động thì gọi là động từ chỉ hành động ấy, là cái việc mà nó có thể chúng ta gần như là có thể nhìn được và chứng kiến được, thì nó chính là những cái động từ động và chúng ta sẽ phải sử dụng nó, chúng ta có thể sử dụng nó ở thì hiện tại tiếp diễn để chỉ những hành động đang diễn ra, ví dụ như I'm learning English at the moment. Chúng ta hãy cùng nhìn vào list một số động từ tĩnh và một số động từ chỉ hành động nhé. Đây là những động từ tĩnh, ví dụ agree, believe, concede, contain, love, hate, know, understand and want. Như các bạn có thể nhìn nghĩa của những từ này ở đây. Những động từ này chúng ta sẽ không dùng ở thì tiếp diễn. Ví dụ chúng ta sẽ không nói là I'm agreeing with you, mà chúng ta sẽ nói là I agree with you. I believe in, chúng ta không nói là I'm believing in. This course consists of two parts. Khóa học này bao gồm hai phần. Chúng ta không nói là this course is consisting of two parts nhá. Đó, chúng ta nói I love you chứ chúng ta không nói là I'm loving you. Một số động từ khác là những động từ chỉ hành động. Ví dụ như chạy, nói, ngủ, như thế này. Thì đối với những động từ này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được ở thì tiếp diễn. Ví dụ như là I'm running at the moment, I'm speaking at the moment. Ví dụ như vậy. Trong tiếng Anh có những động từ mang đa nghĩa. Ở một nghĩa nào đó thì nó động từ chỉ trạng thái, động từ tĩnh. Tuy nhiên ở một nghĩa nào đó khác thì nó lại có thể là động từ chỉ hành động và có thể được sử dụng ở thì tiếp diễn. Chúng mình cùng lưu ý những động từ này với cô nhé. Hãy cùng nhìn vào một số động từ tĩnh. Ví dụ be, feel, have, see, look, smell, taste and think. Khi những động từ này có nghĩa như sau thì nó là động từ tĩnh. Ví dụ be, I am a student, I am a teacher. To feel cho cảm giác, ví dụ như là this pillow feels good. Cái gối này cho cảm giác rất là tuyệt đấy. Hoặc là từ have, I have a teacher, I have a big house. See là hiểu, ví dụ như là một bạn bạn ấy giải thích là I don't like it, thì mình có thể trả lời lại là oh I see, ừ tôi hiểu. Hoặc look có nghĩa là trông thế nào đó, ví dụ như là oh hey you look so beautiful today, trông này bạn trông có vẻ rất là đẹp đó, hôm nay bạn trông rất là đẹp đó, thì chúng ta sẽ dùng từ look như vậy chứ chúng ta không nói là you are looking so beautiful today. Rồi từ smell có nghĩa là có mùi, ví dụ chúng ta nói là this food smell good. Cái đồ ăn này có cái mùi rất là thơm. Chúng ta không nói là this food is smelling good. Rồi từ taste có nghĩa là có vị. Ví dụ như là this food tastes good. Chứ chúng ta không nói là this food is tasting good. Từ think có nghĩa là cho là thế nào đó. Ví dụ, oh yes, I think so. Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Nhá. Và cũng chính những động từ này y hệt như vậy thì nó lại có nghĩa là những động từ chỉ hành động với những nghĩa như sau. Ví dụ từ be khi có nghĩa là cư xử thì như sau. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà tự dưng nhảy nhót tưng bừng ở ngoài đường phố trông rất ngốc nghếch thì chưa chắc người đó đã là người ngốc, là chúng ta không thể nói là you are silly được, mà cái người đấy cư xử ngốc nghếch thì chúng ta sẽ nói là oh you are being silly, you are being so silly, có nghĩa là anh đang cư xử một cách rất ngốc nghếch đó. Từ feel là cảm thấy. Ví dụ như là I'm feeling not very well today. Tôi cảm thấy không khỏe vào ngày hôm nay. Rồi từ have có nghĩa là ăn hoặc tắm. Ví dụ I'm having dinner, I'm having a shower. Đó. Từ see có nghĩa là thấy cái gì đó. Ví dụ như là oh, I'm seeing a monster in the garden. Tôi nhìn thấy một con quái vật ở trong vườn chẳng hạn. Hay từ look có nghĩa là nhìn hoặc tìm kiếm. Ví dụ như là I'm looking at a beautiful girl now. Tôi đang nhìn một cô gái xinh đẹp ngay bây giờ. Hoặc I'm looking for my book, tôi đang tìm kiếm cuốn sách của mình.
Từ smell có nghĩa là ngửi, chúng ta có thể dùng vào tiếp diễn. Ví dụ, my mom is cooking in the kitchen and I'm smelling her food. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn mẹ nấu ở trong nhà bếp. Hoặc là chúng ta có thể dùng từ taste có nghĩa là nếm. Ví dụ như là my mom is cooking and I'm tasting her food. Mẹ đang nấu và tôi đang nếm thức ăn mà mẹ nấu. Hoặc từ think có nghĩa là nghĩ về chẳng hạn. Ví dụ như là I'm thinking about you, tôi đang nghĩ về bạn, thì chúng ta nói I'm thinking about you, chứ chúng ta không nhất thiết là phải dùng là I think about you, bởi vì nếu nói I think about you có nghĩa là lúc nào bạn cũng nghĩ về người đấy như một thói quen đó. Còn bây giờ bạn đang nghĩ thì là I'm thinking about you. Vậy đây chính là cái sự khác nhau giữa các động từ nhìn thì y như nhau, nhưng ở các ngữ cảnh khác nhau thì mình phải biết là động từ tĩnh thì không chia được ở thì hiện tại tiếp diễn, mà chỉ chia được ở những thì đơn giản thôi nhé. Để chắc phần này hơn thì các bạn hãy sang phần luyện tập. Các bạn sẽ có 5 phút để làm bài luyện tập sau đây, có 5 câu. Trong 5 câu này thì các bạn sẽ sử dụng những động từ giống y như nhau, nhưng một trong các cái lựa chọn A hoặc B là nó có nghĩa động từ tĩnh, hoặc là B là động từ tĩnh, hoặc là động từ động, và các bạn sẽ phải phân biệt dựa vào ngữ cảnh và hiểu được ý nghĩa của câu. Các bạn sẽ làm bài này trong 5 phút và cô sẽ chữa.
hết giờ rồi và bây giờ chúng ta sẽ chữa bài nhé. Các bạn hãy cùng nhìn vào những câu sau đây và cô chữa bài và cô giải thích. Câu thứ nhất. Section have a shower. He will call you back. Anh ta đang tắm và anh ta sẽ gọi lại cho bạn. Vậy chỗ này mình có thể dùng được ở tiếp diễn. Đây là một từ chỉ hành động, action verb, chứ không phải stative verb, đúng không? Câu số 2, chúng ta sẽ dùng doesn't have. Jackson doesn't have any children. Jackson không có con. Đây là sở hữu, cho nên chúng ta dùng động từ tĩnh. Đấy là động từ have, có nghĩa là có. Câu tiếp theo, you think that purple jeans will ever come back in fashion. Bạn có nghĩ rằng là quần jean màu tím sẽ quay trở lại làm mưa làm gió không? Có nghĩa là trở thành mốt đấy. Thế thì chỗ này là bạn có nghĩ hay không? Bạn có cho là hay không? Thì chúng ta sẽ dùng là do you think, không phải là are you thinking. Bởi vì thinking có nghĩa là nghĩ về cái gì. Đó chính là câu bên dưới, là tôi đang nghĩ về cái show thời trang vào tuần tới. Thì chúng ta sẽ nói là I'm thinking about going to the fashion show next week. Tôi nghĩ về việc sẽ đi đến cái show thời trang vào tuần tới. Câu số 3, trời trông như có vẻ sắp mưa ấy. Trông có vẻ thì là động từ tĩnh. Vậy chúng ta mặc dù đang trông có vẻ như vậy, chúng ta không nói là it is looking, mà chúng ta sẽ nói là it looks, right? It looks as if it's going to rain. Câu tiếp theo, that boy look at you, có nghĩa là cậu bé đó đang nhìn bạn. Vậy đây là động từ động và chúng ta sẽ chia ở tiếp diễn là that boy is looking at you. Câu số 4, behave yourself. Để ý hành động của mình một chút đi. Bạn đang cư xử ngốc nghếch đó. Vậy chúng ta sẽ nói là you are being silly again. Bạn đang cư xử, từ be ở đây có nghĩa là cư xử chứ không phải là thì là. Nhưng bên dưới thì lại khác. Mary had changed. Mary đã thay đổi và bây giờ cô ấy thì có cái khiếu thời trang hơn, đã ý thức hơn về thời trang. Thì chúng ta sẽ nói là she is more fashion conscious now, right? Câu số 5, this sauce really nice, có nghĩa là có vị rất ngon. Vậy chúng ta sẽ dùng từ taste, đúng không? Chúng ta không dùng là this sauce is tasting really nice. Nhưng mà tôi nếm cái sauce đó, vậy thì chúng ta phải nói là I'm just testing the sauce to see if it has enough salt. Chúng ta nếm, tôi nếm cái nước sốt đó để xem nó đã đủ muối chưa. Đó, vậy đây chính là cái đáp án của cái bài luyện tập này. Các bạn xem các bạn được bao nhiêu điểm trên 10 điểm nhé. Các bạn đã luyện tập xong rồi, các bạn rất giỏi. Bây giờ cô mời các bạn cùng tóm tắt lại bài học của chúng ta nhé. Thứ nhất là cách phân biệt thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ phân biệt động từ tĩnh và động từ chỉ hành động. Về cách dùng của thì hiện tại đơn giản, chúng ta có hiện tại đơn giản dùng để chỉ những cảm xúc và trạng thái ở hiện tại. Tiếp theo nữa, hiện tại đơn giản chỉ lịch trình. Số 3, hiện tại đơn giản chỉ những hành động thường xuyên diễn ra hoặc thói quen. Thứ tư, thì hiện tại đơn giản chỉ sở hữu hoặc sự thật hiển nhiên. Nhưng trong khi đó thì hiện tại tiếp diễn chỉ những hành động đang diễn ra ở thời điểm nói, chỉ những kế hoạch chắc chắn có thời gian địa điểm trong tương lai, và dùng để phàn nàn khi đi với always hoặc all the time, và chỉ những tình huống tạm thời. Hãy nhớ nhanh bằng hai cái tips, những câu ngắn vui vẻ như sau. Thứ nhất, hiện tại đơn giản chúng ta hãy nhớ bằng cái câu tôi thích lịch thường có, và hiện tại tiếp diễn hãy nhớ tôi đang lập kế hoạch phàn nàn. Thì chúng ta sẽ nhớ ngay ra các cách dùng của hai thì này. Chúng ta sẽ phân biệt động từ tĩnh và động từ động với những ghi chú như sau. Chúng ta không được dùng động từ tĩnh ở các thì tiếp diễn. Một số động từ thì có hai nghĩa, nên chúng ta phải lưu ý tới nghĩa nào là động từ tĩnh và nghĩa nào là động từ chỉ hành động để chia cho chính xác. Ngoài ra thì động từ hiện tại đơn giản, thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn cũng có những cái dấu hiệu nhận biết khác nhau như sau. Hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn giản thường có những từ như thế này: luôn luôn, thường, thường thường, thi thoảng, hiếm khi hoặc không bao giờ. Trong khi đó ở thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta hay dùng những từ như ngay bây giờ, nhìn này, xem này, hãy cẩn thận, và những từ chỉ tương lai, ví dụ như next week, tomorrow. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Và các bạn đừng quên, các bạn hãy làm bài tập về nhà nhé.
do the homework because practice makes perfect. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Goodbye and see you!